Hôm nay được một cái hôm trời nắng rất là đẹp các bạn. Thì Đức sẽ đi quay cho tất cả các bạn xem cái khu ngoài này của Đức ha. Đó, ở đây thì cá con rất là nhiều luôn. Thì hôm giờ thì mình cũng làm lai gai lại cá nhiều các bạn. Hay là các bạn cho các bạn xem dài những khu này nha. Đó. Thì hiện tại thì bên mình á thì có nhiều hồ kiến không à. Chiên thì lúc trước mình thích hồ kiến nhiều. Dạo này thời tiết mưa thì cá nó hay bị bệnh nhiều ha. Nhưng mà mình vẫn cố gắng chăm sóc nó cách ok nhất. Thì những cái bầy cá này mình đã, như hồ cá này, hồ đá rồng lúc trước mình quay tất cả bạn mình đã sức hết rồi nè. Đó, những hồ cá mình đã sức bớt rất nhiều rồi. Còn những cái hồ cá thì cái hồ kiến này thì kích thước cũng như cũ các bạn. Hồ này mình xài được khoảng tầm 3 năm, 4 năm rồi các bạn. Đó, hồ này là 40, sâu 40, ngang qua 30 và cao là 30 ha. 433 á, dài rộng cao các bạn nha. Đó, dài 40 và cao là 30 và ngang 30 ha. Thì những cái hồ cá này thì mình chỉ cần dùng một cái cục lọc các bạn. Lọc này mình chắc cũng lâu lắm rồi đó, cũng cỡ tháng mình không giặt các bạn nha. Đó, một cái hồ cá thì các bạn chuẩn bị giùm mình một cái cục oxy sủi như thế này thì cái hồ sẽ rất trong, tại vì khi mà các bạn nuôi á thì vi sinh nó sẽ bám trong đây các bạn ha. Đây, đây là những bầy phun rét nè. Phun rét này các bạn thích là các bạn thích chơi á thì mình sẽ để rẻ cho các bạn chơi ha. Cá tơ mình vẫn chưa tách phơm á, mình để 80 thôi các bạn. Bạn thích chơi phun rét mà bê đớt hắc mun. Không, bê đớt nha các bạn. Mà bê đớt chứ không phải hắc mun nha các bạn nha. Mà nó lên cái bay lưng to nhưng mà cá tơ sẽ tơ. Thì các bạn có một cái bộ gen là bộ gen của bộ 200 nữa các bạn ha. Thì vậy các bạn chơi nha, mình chung bộ gen bao tất cả bạn bộ gen nha, mà cá tơ lắm. Đó, cá tơ nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Thì cái khu này á là mình dùng để chuyên mình nuôi ngoài trời á thì nó có mấy hiên nhẹ mà vẫn có nắng vào nha các bạn. Đó, đây là dòng view coi nè, view coi mà sẽ rất tơ ha. Rồi mình mới tách ra của cái bầy cá đẻ ra. Đó, bạn xem. Cá rất nhiều luôn nha. Thì thay vì mình đi quay chạy các anh em thì hôm nay mình quay chạy của mình cho tất cả bạn xem. Do nó hơi ở gần đường á thì nó sẽ hơi ồn tí, các bạn xem thông cảm ha. Đây, đây là bầy HBDS ha. HBDS mình có những bầy cá ở ngoài này mình sẽ xả tất cả bạn với giá 50k một đôi nha. Đó, cho tất cả bạn chơi nha, mình còn ở dưới bầy mình chưa tách chống máy luôn. Đó, HBDS nha các bạn. Đây, đây là HBDS. Đó, cá lớn lắm nha các bạn nha. Cá cũng sai cũng chung chung rồi. Đó, mình sẽ xả cho tất cả bạn với giá 50 nha. Đó, cá này là hàng 50 nè, mình sẽ xả đợt này á. Là do là mình còn lên nhiều cá quá, mình không có hồ để mình chứa thì mình sẽ xả bớt cho tất cả bạn chơi ha. Đó, xả cho tất cả bạn chơi với những cá như thế này. Thì hàng 50 thì các bạn phải biết được là nó cũng tạm thôi các bạn, chứ không phải là xuất sắc nha. Xuất sắc thì hàng 200 ha. Đó, nói chung là sẽ có hàng ok cho tất cả bạn chơi nha. Đây, đây những em HBDS Pro nha, HBDS Pro rất đẹp luôn ha. Đó, rồi tiếp tục là rồng đỏ nè. Rồng đỏ mình đang bán là 50 và 5 cặp là giá như cũ các bạn. 5 cặp là 200 nha các bạn nha. 5 cặp 200. Cho bộ rồng đỏ bê đớt hắc môn này. Đó, đuôi lên tia khá là tốt ha. Bộ này thì các bạn nuôi thì các bạn không phải vàng luôn các bạn. Đây, hiện tại mình quay ban ngày nha, bữa nào thì mình rảnh rảnh mình sẽ quay ban đêm cho tất cả bạn xem thêm ha. Đây, đó rồng đỏ mình sẽ quay cập nhật cho tất cả bạn vài dòng nha. Đó, thì cá ngoài này thì mình bảo đảm với các bạn là chuẩn rồi. Đó, còn bộ hồ này hồ 100 nè các bạn. Hồ này hồ 100 nè. Đó, HBDS Pro mà hàng 100k là bay lưng lên to nè, body tốt nè. Đó, bay lưng đậm các bạn. Đó, hàng ok lắm các bạn, nhìn em này nè. Đó, những em lên bay kỳ cao, body màu đậm tươi, lên retro rất là đẹp luôn các bạn. Hàng này là hàng 100k nha các bạn nha. Đó, thì những bạn nào thích chơi hàng cao cấp hoặc là hàng ok VIP Pro về ép sinh sản á thì có thể sang những hàng này. Đó, bạn thấy nè, cái bộ bay nó lên rất là ok luôn, rất là đẹp luôn ha. Thì dài đây còn nữa các bạn, HBDS Pro nè các bạn nha. Đó. Rồi. Đó, lên những cái hàng cá đẹp cho các bạn chơi. Thì bạn nào thích thì có thể chụp màn hình lại nhắn của mình qua Zalo, mình có báo giá sẵn rồi. Thì mình nói ra thì mình không nuốt lời nha. Đó, nói chung là sẽ có giá ok với tất cả các bạn. Còn hàng đây là full desk hàng 200.000 các bạn. Đây. Đó, cái phần bay lưng nó lên to, màu đậm luôn các bạn nha. Mình quay gần cho các bạn xem nè. Đó. Này là khỏi phải bàn luôn, full desk mà bộ của mình thì có các bạn. Cái bay kỳ mà bay lưng lên sải, bê đớt kỳ cao ha. Màu sắc đậm đỏ tươi. Rất là đẹp luôn các bạn. Bạn thích chơi full red thì có thể săn mình ha. Đó, bên mình có cái máy nè. Cái máy thì máy nó lên bầu rồi các bạn. Máy lên bầu rất ok rồi. Đây, đây là cái máy nha. Mình quay tất cả bạn chống máy hết cho tất cả bạn về các bạn tham khảo thử nha. Đó, cái máy thì có bầu rồi các bạn nha. Máy bây lưng lên to rồi nè. Thì bộ đằng này lên to rồi. Đó, ok ha. Rồi, đây là mê tò và lu các bạn nha. Mê tò và lu. Thì cái bọn này thì mình đang bán xả ra cho tất cả bạn chơi với giá là 20.000 nha các bạn. Đó. 20.000 một cặp nha. Cho tất cả bạn xả, các bạn chơi dòng mê tồ luôn này nha các bạn nha. Mình cố gắng mình quay nó có thấy hình ảnh chút, tại nó hơi chá nắng nha. Dòng này là mê tồ luôn. Dòng em cá lên cái thân màu xanh á, mà lên cái đuôi nữa các bạn. Lên đuôi màu xanh.
và lên 70 tò trên thân nha. Thì dòng này mình bán cho tất cả bạn 20 thôi, máy cũng to đó các bạn, máy nè các bạn ha. Đây, đây là cá máy. Đó, đi dài dài tất cả bạn xem chơi ha. Còn đây là coi đen. Coi đen thì mình đang bán với 30 ngàn một cặp nha. Đó, cho dòng coi đen các bạn. Đó, coi đen ren nha, mình xả solo luôn ha. Đó, coi đen nha. Đó, nghe em coi đen như thế này nè, giá 30 ngàn một cặp cho tất cả bạn chơi nha. Và dài xả cho tất cả bạn chơi hết luôn. Còn đây còn vài cặp view lớn nè, view coi lớn các bạn nha, view coi lớn lớn á. Thì giá này là 50 luôn nha các bạn. Đó, cho tất cả bạn chơi ha. Xả một số dòng cá cho các bạn chơi. Rồi, quay cho tất cả bạn một ít cái dòng cá mình đang cho bỏ dèo cho đẻ. Thì bên mình cũng cho đẻ rất sinh sản, rất là đơn giản luôn. Ở đây là có cái dèo nè, thì các con sẽ động chui ra ngoài luôn các bạn. Đó, đây là cái bọn Dumbo mà đang làm lại ha. Dumbo sòng và lỗ Big E á, là lên tay bơi to á. Đó, thì bọn này mình đang cho đẻ nên là để vô dèo chung với nhau, cái máy, cái trống nó chung với nhau các bạn. Cái máy mà nó có bầu thì nó sẽ bị chết, mà nó cắn cái trống các bạn ha. Nên tay đuôi, cái tay với cái đuôi nó cách từ lưa hết trơn á. Nên là mình lấy cái đời con lại, cái con có bên ngoài nè. Đó, thì những cái hồ này mình đang làm lại cho số lượng ha. Còn đây là cái hồ Meto Blue nè, số lượng khủng luôn. Đó, Meto Blue nghe 20 ngàn một cặp nha. Bạn nào bắt nhiều, số lượng nhiều á thì mình hỗ trợ thêm, tặng thêm cho các bạn dòng này ha. Dòng này là Meto Blue nha, Meto Blue. Đây, nhìn trên này nhìn xuống đẹp hơn ha các bạn ha. Đó, Meto Blue khi mà nuôi thành bầy nó đẹp như thế này các bạn, rất là đã luôn ha. Nuôi số lượng mà cái dòng này cũng rất là dễ sinh sản ha. Nên là mình sẽ xả cho các bạn chơi 20 ngàn một cặp thôi, Meto Blue. Đó, cái dòng này thì rất là đẹp luôn nè, các bạn thấy nè, ở trên thân nó lên cái phần vảy ri băng rất là đẹp luôn ha. Rồi, đi dài đi, còn Dumbo nè các bạn. Đó, Dumbo nè, Dumbo Detail á, Dumbo Detail này thì đang là 50 và 5 cặp là 40 ngàn. Đó, Dumbo Detail. Hàng này hàng nuôi cho các bạn nuôi hồ nông bộ ngoài trời nha, chứ không phải là hàng VIP cấp đâu các bạn ha. VIP thì VIP quá thì mình không có hàng VIP rồi, hiện tại hết hàng VIP rồi, còn hàng tầm trung mà về tất cả các bạn chơi. Đó, còn đây là cái bộ mà mình đang bán hôm giờ nè. Bài này là bài coi đỏ sọt, super sọt, rip bông và lên tay bơi to dài ha. Đây, hàng này 350 nha các bạn nha. Bạn nào thích chơi cái bọn này thì có thể alo mình ha. Mình đã quay cập nhật vài cái clip trước rồi á, thì những bọn này khá là đẹp. À, mình còn những cái bọn super sọt mà bên kia nữa, để mình quay qua bên kia tất cả bạn xem nó coi nó quay được không nha. Mình còn cái khu bên này nữa nè, khu ngoài lộ đó, khu này các bạn. Hồ này hôm dài mình đã diệt ok rồi. Hàng này 80 nè, hàng này 80 ngàn nha các bạn. Đó, coi đỏ super sọt body luôn nha, coi đỏ super sọt body super sọt nha các bạn. Đây, đó, coi đỏ super sọt nha. Đó, bạn xem nè, hàng 80 ngàn. Đó, đang bán ra 80 luôn, xả cho tất cả bạn chơi luôn nha. Bạn nào thích alo mình hỗ trợ cho tất cả bạn những cặp cá này về các bạn chơi ha. Đó, và video đến đây thì cũng khá là dài các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu mà cần cá, cần nhiều dòng cá hơn, mình sẽ gửi cho các bạn một cái clip, một cái link á, các bạn xem vô đó thì các bạn sẽ xem được nhiều cá hơn, nhiều dòng cá mình cập nhật hơn. Còn đây video mình giới thiệu sơ lược thôi đó, cho tất cả bạn biết được cái khu nuôi cá bên đó của mình ha. Vì hôm giờ mình không có quay ngoài trước do là mình không có thời gian á, thì hôm nay mình sẽ quay sơ ngoài trước cho các bạn xem ha. Rồi mình sẽ tổng vệ sinh những cái em cá này lại hết luôn đó, và vài bữa thì mình sẽ kiếm cái clip mà ban đêm á, mình quay tất cả bạn xem nó chi tiết và nó đẹp mà nó chất lượng ha. Đó, đây là đồng đỏ nè. Đó, đồng đỏ thì mình đang bán giá là 50 ngàn nha, 50 ngàn một cặp và 5 cặp là 200 ngàn cho tất cả bạn chơi đồng đỏ nha. Đó, đồng đỏ nè, đó, đồng đỏ. Rồi, video này thì cũng khá là dài rồi các bạn. Các bạn cần thêm thức ăn, phụ kiện á thì mình sẽ để ở cuối video cho tất cả các bạn vô xem và săn thêm ha. Lựa những em mà cá hoặc là những loại thức ăn mình thích thì có thể alo mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha, bye bye. Thì cuối video Đức xin chia sẻ với tất cả các bạn những loại thức ăn và thuốc trị bệnh cho cá và cực kỳ ok cho tất cả các bạn nuôi cá tại nhà. Đó, thì đầu tiên là cảm thấy thì từ nhu cầu cơ bản đến nâng cao, anh em nào cũng cần sức khỏe cho cá là phải có thức ăn ha và thuốc trị bệnh. Thì Đức xin chia sẻ với các bạn là cám thái là loại này là 30k/50g và tiếp tục là cám trộn T10 giá là 60, đó gồm mít 10 thành phần mít lại với nhau là 50g nữa các bạn, để cho tất cả các loại cá cảnh, cá con, cá lớn, cá ăn đều được hết ha.
Và tiếp tục đây là Artemia sấy khô, thì loại này thì các bạn cho ăn trực tiếp vào hồ với mình nha. Thì hũ này là 50g, thì cho ăn với lượng vừa phải thôi các bạn ha. Đó, thì ăn trực tiếp vào hồ cho ăn lượng vừa phải thì cái loại này thì sấy khô rồi, cho ăn trực tiếp nha. Và loại này là loại đặc biệt của Đức ha, là loại Artemia đó, Mỹ ấp nở. Thì loại này cho cá từ 2 ngày tuổi ăn, thì giúp cho cá tính 7 ngày tuổi sẽ ăn rất là sung khỏe và lớn ha. Thì đến độ tuổi đó thì các bạn có thể cho ăn được cám thái nè, bo bo nè, trùng chỉ nè, để giúp cho cá nhanh tăng size hơn. Và tiếp tục khi mà các bạn mà gặp những vấn đề về trục trặc thời tiết mà bị bệnh á, và vấn đề không mong muốn á, thì đây là combo Antiset và Barakiu. Thì Antiset này á, thì giúp cho cá là trị bệnh tím lắc lừ đừ nè ha. Còn Barakiu là trị bệnh ký sinh trùng và nấm trắng nha các bạn ha. Và đây là một sản phẩm mới và hot trên thị trường nữa, đó là Luca 999 và Tứ Quý 9. Thì hai cái loại này nó đều công dụng như nhau, nhưng mà nó khác nhau về cái liều lượng và các bạn ha, nồng độ ha. Đây là Luca 999 là một giọt cho 10ml nước, còn cái Luca Tứ Quý 9 á thì là một giọt cho 1ml nước các bạn nha. Giúp cho cá các bạn có thể thoát khỏi tình trạng là ký sinh trùng và nấm và những cái bệnh ngoài da mà đặc biệt các bạn ha. Và chỉ rất là nhiều bệnh luôn. Đó, sát trùng thức ăn rất là ok các bạn ha. Đó, thì đây là những sản phẩm cơ bản về thuốc ha. Rồi tiếp tục là những cái bộ phận của cái bộ áp Artemia, đó là máy oxy nè các bạn, và bộ áp ha. Bộ áp này 30, còn máy oxy này 55. Và tiếp tục là khi mà các bạn gặp vấn đề tiêu hóa thì bác cộng ha. Và xin chúc tất cả các bạn sẽ lựa thật nhiều cá và thức ăn phụ kiện nha.